Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn để hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức viên chức và nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức để ôn tập trên phần mềm này các môn kiến thức chung môn tiếng Anh môn tin học theo hình thức trắc nghiệm gồm có các câu hỏi lý thuyết và các câu hỏi các dạng câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên đã được các thầy giảng dạy các trường đại học lâu năm có nhiều kinh nghiệm cùng với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang à, up lên trên cái phần mềm này để hỗ trợ học viên à, ôn tập. Học viên có nhu cầu liên lạc với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang giảng dạy đại học lâu năm có nhiều kinh nghiệm theo số điện thoại 094 3078 123 và số thứ hai là 0912 54. Thì hôm nay thầy giáo sẽ giới thiệu về cái phương pháp học luật cán bộ công chức. Thì như vậy là luật cán bộ công chức là à, năm 2008 và luật cán bộ công chức sửa đổi năm 2008 ở năm 2019 thì luật sửa đổi cán bộ công chức 2019 có tên là luật số 52 quốc hội 14 thông qua năm 2019 và luật này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2020 thì như vậy đó là à, sau mùng 1 tháng 7 năm 2020, học viên ôn thi tuyển công chức và thăng hạng công chức phải ôn tập cả cái luật công chức năm 2008 và luật cán bộ công chức sửa đổi 2019. Vì sao? Vì luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 cũng chỉ sửa đổi một số điều và một số khoản của điều à, trong luật 2008. Như vậy những cái khoản, những điều nào mà sửa đổi thì chúng ta sẽ học trong luật 2019. Những những khoản nào, à, điều nào mà không không sửa đổi chúng ta phải giữ nguyên học luật 2008 thì bài giảng hôm nay thì giáo giảng về eh, câu hỏi trắc nghiệm về xếp loại chất lượng cán bộ thì cái xếp loại chất lượng cán bộ này eh, được thể hiện trong điều 29 của luật công chức 2008 nhưng đến luật hành uh, luật sửa đổi năm 2019 đã sửa đổi cái điều 29 về xếp loại chất lượng cán bộ uh, được thể hiện tại khoản 3 điều 1 luật cán bộ công chức sửa đổi 2019. Như vậy chúng ta phải lấy cái căn cứ khoản 3 điều 1 luật cán bộ công chức 2019 để trả lời loại câu hỏi xếp loại chất lượng cán bộ. Thì các em chú ý như vậy. Nếu chúng ta dựa vào điều 29 luật cán bộ 2008, cán bộ công chức 2008 để trả lời câu hỏi trách nghiệm về chất lượng, xếp loại chất lượng cán bộ thì sẽ không đúng. Mà chúng ta phải căn cứ vào khoản 3 điều 1 luật cán bộ công chức 2009 để trả lời Loại câu hỏi này Đấy, thì bây giờ với thầy giáo minh họa này thì đây đây là cái sửa đổi này khoản 3 này điều 1 đây điều sửa đổi điều 29 về xếp loại cán bộ thế thì khi chúng ta đọc cái điều 29 của luật 2000 À, là luật cán bộ công chức 2008 thì gọi cái tên điều là phân loại đánh giá cán bộ này nhưng mà cái luật sửa đổi thì cái tên này sẽ được thay đổi này. Giờ ở đây là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực này. Không hoàn thành nhiệm vụ này. Đấy. Thì chúng ta để ý ở đây là cũng bốn loại. Nhưng mà nó sẽ bỏ cái gì. Nhưng còn hạn chế về năng lực. Nó bỏ cái cụm từ này đi. Trong 2019 bỏ cái cụm từ như vậy. Đấy. Khi chúng ta học chúng ta chú ý. Thì như vậy là gì. À, xếp chất lượng cán bộ sửa lại ở trong cái 2019 như sau, à, thì căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại được xếp loại chất lượng theo các mức sau đây như vậy ở đây là có bốn mức này A, B, C, D cứ cứ mà điểm này một mức thì đây chúng ta thấy có bốn mức, thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, hoàn thành tốt nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ này, à, không hoàn thành nhiệm vụ này như vậy cái chỗ này nó thiếu đi cái gì? còn hạn chế một số năng lực như vậy ra sẽ bị cái cụm từ nó bị thay đổi Đấy, từ đó là gì từ cái khoản 1 điều 29 à, sửa đổi Đấy, thì chúng ta thác thầy đưa ra câu hỏi này theo luật cán bộ công chức sửa đổi 2009 căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ được xếp chất lượng làm bao nhiêu mức thì chúng ta để ý đây là gì là bốn mức a b c d đúng bốn mức thì đáp án đúng của câu hỏi này chính là bốn mức đấy thì các em chú ý đấy, thì lúc này lúc này cái từ nó cũng đã gọi là à, gọi thay đổi rồi bốn mức đấy, thì như vậy đáp án đúng là bốn mức là chúng ta để ý là xếp chất lượng xếp à, loại chất lượng cán bộ nha thì nó nó đã thay đổi cái từ thì đáp án đúng là bốn thế thì à, câu 9 các thầy đưa ra này theo luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 ấy, mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá à, cán bộ thì hoàn thành nhiệm vụ thì ở trên là nêu rồi này là đúng này hoàn thành tốt nhiệm vụ là đúng rồi này hoàn thành nhiệm vụ là đúng rồi này hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực thì cái này là nó thể hiện ở là 2008 nhưng mà ở 2009 thì nó bỏ cái à, còn hạn chế năng lực cho nên câu 9 là đáp án đúng của nó là đáp án D Đấy, thì chúng ta để để ý là gì à, là à, là không phải mà cái còn E là không hoàn thành nhiệm vụ là đúng rồi này. Để không có phương án nào đúng thì bị loại trừ. Đấy thì như vậy chúng ta thấy rằng phương án D là câu hỏi trả lời. Thế thì khoản 2 của cái điều 29 được sửa đổi là giữ nguyên đây này, giữ nguyên của năm 2008 thôi. Là kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ là một hồ sơ cán bộ là một này. Thông báo đến cán bộ được đánh giá là hai này và công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị nơi cán bộ công tác là ba này. Đấy các thầy đưa câu hỏi là theo luật cán bộ công chức sửa đổi năm 2019 kết quả chất lượng cán bộ được, như vậy là được. A là lưu vào hồ sơ này. B là thông báo đến à, thông báo đến cán bộ được đánh giá này. Đấy. và công khai công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị cán bộ công tác. Như vậy đó, đây là gì? Ta chúng ta đọc khoản 2 đây thì thấy đúng cả. Cho nên đáp án D tất cả các phương án đều đúng là câu trả lời số 10 đây. Đấy, cái cách học như thế. Loại loại câu hỏi này chúng ta sẽ hiểu về nội về về có ba cái cái, cái cái cái, ABCD đây được thể hiện trong khoản 2 đây, điều 29 sửa đổi đây. Thế câu 11 là theo luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được ở trên là các thầy hỏi được thì đây hỏi là à, không được. Thế thì thứ nhất là lưu hồ sơ là được này, thông báo đến cán bộ được đánh giá là được này, công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị à, nơi công tác là được này, đấy là căn cứ vào cái cái khoản 2 và điều 29. D là thông báo đến gia đình. Như vậy là à, thông báo đến gia đình là nó không được không nêu ở trong cái khoản 2 ở trên điều 29 cho nên là đáp án D là đúng của câu số 11. Thế thì khoản 3 của điều 29 là sửa thành là gì? Cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đấy, cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Miễn nhiệm này, cho thôi nhiệm vụ này. Đối với cán bộ có 2 năm liên tiếp. Chúng ta để ý 2, 2, 2 năm liên tiếp nha. Anh sử, sửa đổi cái này, cái này là sửa. Có 2 năm liên tiếp. Được xếp chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có 2 năm liên tiếp mà không hoàn thành nhiệm vụ. Thì sẽ bị là, là miễn nhiệm hoặc cho thôi việc thế trong chúng ta chú ý cái từ liên tiếp là vì cũng có người có hai năm nhưng mà lại cách ra thí dụ năm 2000 ấy, là không hoàn thành nhiệm vụ 2000 uh, hai, năm 2020 thí dụ nha thầy giáo thí dụ năm 2020 là không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 lại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là hai năm nhưng hai năm này là không liên tiếp đấy chúng ta để ý luật và viết rất chặt này phải có 2 năm liên tiếp được xếp chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, đấy thì chúng ta mới bị miễn nhiệm và cho thôi nhiệm vụ. À. Thế thì um, như vậy căn cứ vào đó thì các thầy đưa ra các dạng câu hỏi này thì là theo luật cán bộ công chức sửa đổi 2019, cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ có bao nhiêu năm liên tiếp à, được xếp chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì ở trên thì các em thấy là là hai thì loại câu hỏi này mang tính chất định lượng à, thì mang tính chất định lượng thế thì cái loại câu hỏi dễ mà ai cũng có thể làm được thì các loại câu hỏi suy luận mà hiểu với nội dung thì phân loại học học viên thế nhưng mà chúng ta cũng phải làm được các câu hỏi có tính chất định lượng thì câu 12 đây là có tính chất định lượng thì chúng ta phải nhớ là hai năm liên tiếp để chúng ta phải áo vui vàng nữa thì đáp án B chính là đáp án đúng của câu 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 hỏi số 12. À, lấy câu 13 là à, đây là một dạng câu hỏi và cũng hay à, phải, à, mang tính chất phân loại học viên. Theo luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 này, phát biểu nào sau đây là không chính xác? Thì chúng ta thấy rằng là A, B, C, D thì A là phát biểu là cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ công chức các cán bộ có 2 năm liên tiếp được xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ thì đây là một phát biểu đúng. Đấy, đây là phân biểu đúng là căn cứ vào cái khoản 3 ở trên. C là cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ có 2 năm được xếp chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Thì chúng ta để ý nó A và B khác nhau cái từ liên tiếp thôi. Đấy, cho nên khi học luật nó chỉ thay đi một từ là nó đã à, nó là khác nội dung hay thiếu một từ hay là thêm một từ nó đã thay đổi nội dung rồi. Cho nên B đây chính là gì? Thiếu thì chữ liên tiếp. À, trong luật cho nên đáp án B sẽ là phát biểu không chính xác là đáp án đúng của câu 13 C là kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ là phát biểu đúng này thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị nơi công tác à, và đáp án D là không có phương án nào đúng thì mình loại trừ thì cái dạng câu hỏi là phát biểu nào sau đây là phát biểu không chính xác hay là phát biểu không đúng hay là phát biểu đúng đấy là Chúng ta phải chú ý là từng từ một à, Có những lúc là nó chỉ bớt đi một từ Thêm một từ à, Là nó đã là sai ý nghĩa Là không chính xác rồi Loại câu hỏi thứ 14 Là dạng câu hỏi mang tính chất Cũng phân loại cao đây à, Là theo luật cán bộ công chức 2019 Phát biểu nào sau đây là đúng Thì A là cơ quan tổ chức Có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ Đối với cán bộ ở Có 2 năm liên tiếp Được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì đây là một phát biểu đúng ở tại cái khoản 3 ở trên. C là cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy thì đây là một phát biểu không chính xác, đấy. C là cơ quan tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm cho thôi nhiệm vụ đối với cán bộ có 3 năm liên tiếp được xếp chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta thấy rằng là ở đây là nó có cái ở trước là hai năm liên tiếp đây là ba là là cũng đã là là không chính xác rồi lại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ở đây bỏ đi chỉ không là ở mức hoàn thành nhiệm vụ thì đây là phát biểu không chính xác thế thì như vậy là phát biểu đúng thì chỉ có là phát biểu a thôi Đấy, thì d là tất cả phương án đều phát biểu đúng vì loại trừ thì chúng ta để ý là gì phương án a là trả lời đúng thì cái dạng câu hỏi mà phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là ra sang thì các em phải chú ý. Đây là phương tính chất phân loại. Đấy, thế cái bài giảng hôm sau thầy giáo sẽ nói về khoản 4, sửa đổi à, khoản 1 điều 34. Thì bài giảng à, hôm nay thầy giáo sẽ nói về sửa đổi điều 29 à của luật cán bộ công chức 2008. À sửa đổi điều 29. À, thì thể hiện ở khoản 3 điều 1 luật 2019 đây. À, sửa đổi bổ sung điều 29 thì các em chú ý cái điều 29 này chúng ta trong luật cán bộ công chức 2008 nay chúng ta phải học tại khoản 3 điều 1 luật 2019 thì chúng ta mới đúng được Đã, thì như vậy là học viên có nhu cầu ôn luyện trên phần mềm của các thầy giáo hãy gọi điện cho thầy giáo à, 0943070823 À, 0912 bốn sẽ là cấp cái ký danh và cái mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn để ôn luyện lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm À, phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng công chức trong thời gian qua cũng có rất nhiều học viên ôn luyện trên phần mềm này là trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức có gọi điện về cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang nhắn tin qua zalo cảm ơn thầy chúng nghiệp bắt đầu rồi như vậy phần mềm đã đi vào cuộc sống và à, rất là thiết thực hiệu quả hỗ trợ cho học viên ôn tập thì các em mà dành thời gian để ôn tập các luật hiểu được các luật mất rất nhiều thời gian thì bây giờ các thầy đọc họ các em rồi tóm tắt cho các em để dễ học đưa lên phần mềm hỗ trợ còn nếu không thì các em phải phải học mất rất nhiều thời gian các thầy đã dạy đã đưa lên hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hỗ trợ học viên học viên thấy có bộ video của thầy bổ ích hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút hình chuông để nhận được các video tiếp theo thì bài giảng hôm nay thì tạm dừng à, xin chúc các học viên đạt kết quả tốt